thì cái mức độ lây nó đã có khoa học đã chứng minh là có các cái mức độ khác nhau từ từng loại bệnh. Thì ví dụ như là theo như cái mức độ mà lây thì là sởi là cái mức độ lây cao nhất. Thế sau đó thì đến các cái bệnh khác, ví dụ như thủy đậu cúm và SARS. Thế thì cái bệnh này thì như tổ chức thế giới nói rằng là cái mức độ lây lan là từ 1,5 đến 2,4 lần, tức là nó ở cái mức thấp thôi. Còn nếu mà lây phổi ống đấy thì thường là nếu mà bệnh nhân mà thổi được cái đó thì không chỉ có cái bệnh virus corona mới này mà các cái bệnh khác cũng cần phải lưu ý. Tuy nhiên thì các nhà sản xuất đã đưa ra những cái khuyến cáo để như vậy thì thứ nhất là phải dùng các cái ống thổi là một lần, thứ hai là khi mà dùng thì người ta cũng đã tính toán để cho làm thế nào nó không đảm bảo không lây nhiễm. Do vậy mà cũng không lo lắng về cái việc mà khi mà thổi dùng chung cái ống này, cái thổi cái máy chung cái máy thì không sao, nhưng còn cái ống thì dùng riêng thì sẽ không lây. Em ổn định hơn so với cả hôm qua anh ghé thì phải. Dạ ổn định hơn, người con trai thì là khỏe hơn. Người con trai là ghi nhận là từ sáng với lại từ chiều thì không có thấy sốt nữa. Còn người bố thì 5 giờ sáng ra vẫn còn sốt, nhưng mà từ đo khoảng 7 giờ với lại 16 giờ chiều thì không thấy sốt. Rất tốt rồi. Cố gắng theo dõi kỹ và làm cái báo cáo trực tiếp lên với đồng chí nhà thôi. Bây giờ mình đi kiểm tra chỗ cách ly cấp cứu. Theo báo cáo của khoa chống nhiễm khuẩn của khoa bệnh nhiệt đới của bệnh viện Chợ Rẫy thì cho đến ngày hôm nay thì tình hình của hai người bệnh là cũng có những cải thiện, cái tình trạng sốt là giảm dần, bệnh nhân tiếp xúc được và nói chung là cái tâm lý cũng rất là thoải mái. Và chúng tôi đã chỉ đạo cho bệnh viện Chợ Rẫy và khoa bệnh nhiệt đới tại bệnh viện là tập trung cứu chữa người bệnh, nhưng mà đồng thời cũng phải tạo một không khí để cho người bệnh cũng có thể là cảm thấy ấm áp trong cái dịp xuân về. Về phía y tế dự phòng cũng đã có những khuyến cáo đối với cả người dân là chúng ta trong cái giai đoạn này thì cũng nên tránh tiếp xúc với những cái trường hợp ở những cái nơi đông người. Đối với cả vấn đề cá nhân thì là bạn đảm bảo vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch, các cái biện pháp làm vệ sinh cá nhân, và đặc biệt là những nơi đông người thì cũng hạn chế đến, để có thể là cái virus này có thể nó sẽ phát tán ở trong những nơi đông người.